Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2019. Tôi tranh thủ một cái thời gian rất ngắn để làm một cái clip cũng ngắn thôi, nhằm hai mục đích. Cái thứ nhất là thông báo cho toàn bộ 17 bạn đã gọi điện, viết tin nhắn, đăng ký sử dụng mua dàn. Mà chủ yếu là lần này là các bạn đăng ký mua dàn loại LS99. Bởi vì là qua điện thoại trao đổi thì tôi cũng thông báo với các bạn là hiện nay thì số lượng người đăng ký là LS99 thì là rất là đông. Thế nhưng thực chất ở trong trung tâm thì trên cửa hàng chúng tôi thì chỉ có duy nhất là 6 bộ. Thế vậy thì tôi phải làm một cái clip rất ngắn như này để thông báo cho các bạn biết. Cũng có những bạn đã đặt tiền, xong có những bạn thì chưa đặt tiền, nhưng vẫn cứ phải làm theo cái sự yêu cầu của các bạn để nó có tính chất giao lưu chính xác và kịp thời. Thế bây giờ thì trên cửa hàng thì nó rất là nhiều dàn như các bạn quan sát này. Ngoài cái những cái bộ dàn, tí nữa tôi sẽ quay chi tiết 4 bộ dàn, 6 cái bộ dàn lấy trên chính ra, thì tôi cũng giới thiệu qua với các bạn là trên cửa hàng này thì hôm nay của tôi lại rất nhiều dàn như các bạn quan sát này. Những loại này thì tôi sẽ báo sơ qua các bạn, ví dụ như những cái dòng Peeler rẻ tiền. Đây là loại dàn đại nhưng giá sinh viên, đó là con G720 Peeler G720. Còn phía trong này là Soli 725. Đấy. Tiếp theo phía trong này nữa thì các bạn quan sát, nó là Canvas LS, xin lỗi các bạn, Canvas A68, loại có lo lóc, loại không có lo lóc, tức là phiên bản 1, phiên bản 2. Đấy. Tiếp theo hàng trong nữa các bạn quan sát là dòng Peeler. Thì Peeler tôi toàn loại khủng thôi, tức là toàn cái loại bát 2830, công suất lớn và đời cao, đó là dòng đời X. Thì tôi có hai bộ, một đời X70 và một đời X950. Xin lỗi các bạn, X750 và X950. Vì trong cái clip này nó ngắn cho nên là tôi chỉ báo qua các bạn thế thôi, tôi sẽ không miêu tả chi tiết nữa. Nếu bạn nào cần sẽ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại 0982 760098 hoặc 0936 808 363, thì tôi phúc đáp cho các bạn. Bởi vì đây là mục đích, cái clip này không phải là mục đích để giới thiệu các bộ dàn như trên, mà tí nữa tôi sẽ đi quay vào những cái bộ LS99. Và tiếp theo đây là các bạn quan sát, đây là những bộ dàn chung. Thì dàn chung này tôi rất là nhiều, cùng một loại, ví dụ như dòng Panasonic. Dòng Panasonic của dòng Panasonic ở đây 150 hoặc D100 thì cũng có vài bộ để phục vụ các bạn. Loại này nó cắm điện 220, tôi cũng không giải trình nhiều. Trên đây là các dòng dàn sinh viên cũng rất là nhiều. Còn đây là những dòng dàn A85. A85 thì cũng giới thiệu với các bạn, thì tôi hiện nay là có 12 bộ tất cả, thì đã có 4 bộ được bày trên khung hàng. Thì đây hai bộ này. Đấy, bên này hai bộ các bạn quan sát thật nhanh. Phía dưới gầm này hai bộ nữa. Đấy, và đây là những bộ chưa kịp bóc ra cho các bạn. Như các bạn trông loa này là biết rồi, đúng không? Đây là những dòng loa của A85 này các bạn biết rồi. Bên đây cũng vậy này. Đấy. Đây là phía trên đây. Đây là những dòng dàn của tôi chưa bóc ra. Đây là A85 nhé. Thì A85 thì cũng không phải miêu tả với các bạn nhiều, tôi chỉ biết thông báo cho các bạn là hiện nay tôi có 12 bộ. Nếu bạn nào đăng ký sớm thì tôi cũng chấp nhận sớm. Còn giá cả của A85 các bạn biết rồi, trên khung trang của tôi vẫn bán từ 9 triệu tới 10 triệu, nó tùy theo chất lượng từng bộ. Và thế còn phía trong này nữa, các bạn quan sát giúp tôi. Đây là dòng Canvas 5G nhé. Đấy, Canvas 5G này. Đây là Canvas A97. Thì đây là bộ A97, nó tách riêng à. Tôi quay cho các bạn, đây là bộ A97 nội địa, cắm điện 110. Đấy. Còn bên đây là bộ Canvas 5G. Thế còn phía sau kia đây tôi sẽ quay cho các bạn này, là tất cả của tôi có 8 bộ A97. Đây là 97 này, nó còn đi vào sâu phía trong nữa nhưng mà đứng đây tôi không quay được. Đây. Tôi sẽ đi lựa và tôi quay cho các bạn. Đấy. Phía trong kia nha. Đây là A97 có loa lóc, hàng xuất 220. Và nếu như bạn nào mà có nhu cầu sử dụng dòng dàn A97 này, cả nội địa lẫn hàng xuất, thì các bạn vui vẻ liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại này. Một là 0982 760098, hai là 0936 808 363. Thì nó trực tiếp nó dễ hơn.
Ngoài ra có bạn nào có điều kiện thì xin tìm về trung tâm cũng có càng dễ. Tiếp theo bên đây là những cái loại dàn chung thì các bạn biết rồi, cũng không giới thiệu nữa. Thế còn đây là tiếp theo là những cái dòng dàn như Kenwood A65. A65 thì tôi cũng rất là nhiều và tôi để bên đây. Và còn ở bên đây này, bây giờ tôi quay chậm, nhiều bạn một quay nhanh nó trong mặt thì đây. Đây cũng là Kenwood A65 rất nhiều. Kenwood A65 thì cũng như tôi đã báo giá cho các bạn ở các clip, nó từ 8 triệu trở lên. Thế còn đây là dòng Soli khủng, thì các bạn quan sát đây là dòng Soli khủng này. Soli 750. Thì 750 thì tôi cũng rất là nhiều. Thì bên đây là tôi quay cho một bộ này. Đấy. Thế nhưng bên đây nó lại có nữa này. Đấy. Bởi vì nó hàng về vội, đêm qua xếp sắp nó không ra thứ tự được, thì mong các bạn thông cảm khi quay nó xem có thể nó hơi chóng mặt ý, nhưng các bạn cứ thông cảm. Đấy, đây là Soli 750 là hàng nội địa thì tôi cũng rất là nhiều, vài bộ. Thế đây là những bộ Techlick. Những bộ Techlick thì nó rẻ tiền rồi. Techlick đến 5.000 này. Hoặc là những cái dòng Ken A76 này, Ken A76 các bạn biết là nó rất là đắt đỏ, nó hay thật sự. Trên là dòng Soli A50, dàn đại như này 4 thớt, giá rất rẻ, nó chỉ hình như nó có hơn 5 triệu đồng. Thế còn phía trong kia thì các bạn quan sát là cũng còn rất là nhiều loại. Thế bây giờ tôi sẽ không thông báo nữa, bởi vì clip này nó không cho phép thông báo nhiều. Ví dụ tôi đọc qua này, nó có những dòng dàn như Peeler hàng xuất G200 này, Iva này, rồi Kenwood DG55 này, rồi Soli 715 này. Đấy. Rồi Kenwood A, xin lỗi, đúng rồi, Kenwood A57 này. Đấy. Bên phía bên này thì các bạn quan sát nó có cả hàng Victor này. Ở dưới nó là Panasonic D50 này. Bên này là dàn MD, thì MD của tôi 717, 919 rất nhiều. Đấy. Thế phía trong này thì tôi quay cho các bạn, đây này này còn rất là nhiều nhé. Đây là những dòng dàn hàng xuất của Soli đây. Nó quáng tôi có thể khó quay. Thế đây tiếp tục giới thiệu với các bạn ở khu vực này, tức là nó có, đây là hàng độc rồi, đây là con Kenwood C70 bát 28-30 này, mà nó là dòng carbon da chăn, con này nó cực cấu, cục giữa nó màu ghi gương rồi, đây là dòng độc thúc chuột. Xin nhắc các bạn, đây là con Onkyo C70, phía sau của nó là con, tiếp tục là một con Soli hàng gấu nữa, Soli bát 28, nó là hàng xuất. Đây, và tôi cũng đã từng lên những clip, nếu như bạn nào mà mải mê đi vào nghiên cứu những con những con Soli 925 đấy, 950 thì các bạn nên bỏ qua cái nghĩ đi và chuyển sang những cái dòng hàng xuất như này, nó rất là to khỏe, rất là đẹp đấy. Đây là Soli A70 và loại này tôi bán nhiều. Đây cũng như A85 thì bán tôi quay cho các bạn ngoài cái rất nhiều, bên này cũng thế. Đây còn những bộ tôi chưa kịp rõ ra thì nó là nhiều. Thế nhất là dòng loa súp thì đây các bạn quan sát nhé. Nó giúp thì tôi cũng quay qua cho các bạn thôi. Đấy, rất nhiều. Đấy, nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng nó súp hoặc các loại dàn như vừa rồi tôi đã giới thiệu thì vui lòng liên hệ điện cho tôi qua hai số điện thoại 0982760098 hoặc 0936808363. Chúng tôi sẽ phúc đáp cho các bạn. Thế vào phía trong này thì bây giờ tôi sẽ ra đây, mục đích chính của tôi đây thì tôi quay cho các bạn, đây là A97. A97 vừa nãy tôi cũng lượt qua rồi và cũng báo giá cho các bạn rồi. Thế bây giờ mục đích chính của tôi là đi quay cho các bạn, 17 bạn đã đăng ký đấy, thì bây giờ tôi nói qua các bạn về các bộ LS99. Thì LS99 của tôi như tôi giới thiệu với các bạn là có 6 bộ, thì bây giờ như các bạn quan sát là không còn chỗ để mà bày này. Thì đây có những bạn là tôi cũng thông báo rõ ràng là tôi để ở trong thùng xốp này. Đây là những bộ A97 còn nguyên đai nguyên kiện nằm trong thùng xốp. Thì nếu như mà buổi sáng hôm nay đến trưa mà bán được vội hàng có chỗ xếp, tôi sẽ bóc tiếp hai bộ ALS99 này ra để bày ra và thông báo cho các bạn. Đấy, thì đây là hai bộ còn nguyên trong đài nguyên kiện. Đây còn phía trong này, phía ngoài này thì tôi đã có chỗ để bày được 4 bộ như các bạn quan sát. Nó cũng hơi chặt tí nhưng mà thôi không sao. Thì tôi sẽ quay gần chi tiết từng bộ một. Đây là bộ thứ nhất. Hiện nay 4 bộ này tôi đang test, đang chạy, hoạt động rất tốt các bạn, chưa bộ nào bị lỗi. Tôi chạy suốt cả một đêm hôm qua và đến bây giờ thì vẫn chạy tốt. Thế còn loại này tôi cũng không cần phải giới thiệu với các bạn về
cấu hình hay là cái tính chức năng kỹ thuật của nó nữa. Bởi vì là LS99 thì những bạn, đại đa số những cái bạn mà đặt mua của tôi thì bạn nào cũng theo dõi kênh của tôi rồi và biết rồi. Thì tôi chỉ nói qua này, đây là bộ thứ nhất đang hoạt động rất tốt, các thớt đẹp, không xuất sát này, loa đấy còn nguyên zin nguyên bản, máy móc và ở trong cũng thế. Tiếp theo bộ thứ hai là bộ trên này, đây như các bạn quan sát này, cũng cứ đang hoạt động bình thường. Bộ này chạy chắc đĩa chạy hết rồi, tôi chưa cho chạy lại thì cứ để đây thôi, tôi vẫn cứ ngâm điện. Tiếp theo bộ thứ ba này, tức là tôi quay như này là các bạn chắc chắn sẽ phát hiện được bộ này của tôi cũng thế, không xuất sát, các thớt cũng đang hoạt động rất là tích cực. Đây, và bộ này hình như nó đang phát ra tiếng nhạc thì vậy. Không phải, bộ này nó đang ở radio. Anh làm nhé, em làm. Dì uống nước đấy. Rồi, và tiếp bộ thứ tư đây, thì bộ này cũng đang chạy. Đấy. Bộ này hình như đang chạy đĩa thì chính xác hơn xem nào. Đúng rồi, bộ này đang nói rất hay. Vâng, đây là tôi quay lại một lần nữa là bốn bộ tôi quay gần bộ đang nói để các bạn quan sát. Thực chất ra bốn bộ, sáu bộ này của tôi thì bộ nào nó cũng đẹp rồi. Thế nhưng mà để trong cái số lượng nó đẹp thì nó có bộ trội hơn hoặc là bộ xấu hơn một tí thì nó sẽ ăn vào tương đồng với các loại giá. Và tôi cũng báo giá cho 17 bạn đăng ký cùng đồng thời những bạn đang theo dõi kênh của tôi biết ngay. Tức là bộ 6 bộ này tôi sẽ bán giá thấp nhất là 30 triệu. Nếu bộ nào xấu nhất tôi cũng bán 30 triệu. Và lên tới những bộ nào đẹp nhất tôi sẽ bán tới 33 triệu. Đấy là thông báo cho các bạn luôn về giá. Cũng có nhiều bạn thì thắc mắc tại sao lại có bộ đắt bộ rẻ, thì cái đấy tự các bạn có thể nghĩ ra. Có những bạn đến trước tại sao lại cứ phải mua những bộ đắt như thế, bởi vì những cái lý do đấy nó rất đơn giản thôi, ai cũng có thể hiểu. Và tại sao những cái bộ mà những cái người mà mua là S99 của tôi hoặc A97 tôi đến giờ phút cuối cùng mà các bạn nào đã đến đây đấy, đã từng thấy mà tôi chỉ còn một bộ duy nhất trong nhà, thì chắc rằng các bạn biết là cái giá của tôi là ở thị trường chắc chắn sẽ không có. Là lý do tôi cũng không giải đáp. Như vậy là tôi cũng đã thông báo xong cho các bạn sơ qua về hệ thống dàn âm thanh hiện đang có trong cửa hàng. Hai, quay trực tiếp 4 bộ LS99 loại được gọi là đình đám, còn 2 bộ tôi đợi để ở trong thùng, trong xốp, tôi không bóc ra thì tôi chưa dám nói điều chắc chắn gì. Nhưng tôi đã quay được chính xác 4 bộ để nhằm phục vụ trước hết cho 3 bạn đã đăng ký tiền. Đấy là tôi nói trước, còn lại những bộ kia thì những bạn chưa đăng ký tiền cũng tiếp tục liên hệ. Và tôi đã thông báo giá cả với các bạn rồi. Nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh của tôi, chưa có số điện thoại thì các bạn lưu ý đây. Số thứ nhất 0982760098, số thứ hai 0936808363. Các bạn điện đến hoặc là kết bạn Zalo, tôi sẽ giải thích và phúc đáp cho các bạn rất chi tiết tỉ mỉ từng bộ. Và đến giờ phút này là cũng hơi muộn rồi. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đăng ký theo dõi ủng hộ kênh của chúng tôi thường xuyên. Xin chân thành cảm ơn tất cả những các bạn đã tin tưởng đặt tiền để chuẩn bị lấy. Cảm ơn tất cả những các bạn đã đặt tiền và có mục đích là sử dụng một trong 6 bộ LS99 vừa rồi. Nhất là 3 bạn đã đặt tiền thì tôi đã có tên ở trong quyển sổ điện thoại và có sổ theo dõi bán hàng. Mà thôi, lời cuối cùng rất chân thành cảm ơn các bạn. Đồng thời có một buổi sáng xin chúc các bạn đăng ký theo dõi ủng hộ kênh. Xin chúc tất cả các quý vị khách hàng xa gần cùng gia đình một buổi sáng luôn luôn mạnh khỏe, an bình và thịnh vượng. Vâng, xin chào, cảm ơn các bạn.